chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và lại là mình Phong Cận TV đây anh em ơi. Yeah. Và ngày hôm nay chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với tựa game siêu điệp viên đi trộm cái viên kim cương mà tôi rất là ghét. Trời ơi trời, từ trước giờ tôi ghét rất là nhiều tựa game luôn, và trong đó có tựa game này nha anh em. Mặc dù là game này cũng khá là hài đó. Ôi, và có rất là nhiều bạn đã xem cái video trước và bạn bảo tôi là không biết là ông Phong Cận với lại bà Sammy mà chơi cái game này thì ai sẽ là người chơi hay hơn nhỉ? Đó có nhiều bạn hỏi bên dưới lắm. Tại vì mấy bạn thấy Sammy giúp tôi qua được cái màn laser nè, cho nên nhiều bạn bảo tôi là chơi game dở hơn Sam. Đúng không Sam? Ok, tất nhiên rồi, tôi là người hơi VIP rồi. À, trời ơi, vậy luôn hả? Ok, vậy thì ngày hôm nay tôi với Sammy sẽ solo với nhau trong vòng 30 phút để coi ai có thể qua bên kia lấy được viên kim cương hoặc là đi xa hơn người kia là sẽ giành được chiến thắng, Sam hiểu không? Ok. Rồi ok, bây giờ là tôi với Sam solo với nhau nè để coi là ai hơn ai nè. Rồi ok. Và trước khi bắt đầu vào video này, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube này của mình. Và các bạn muốn mà mình sẽ solo với nhau thêm những tựa game nào nữa, hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Let's go. Rồi ok, Sam ơi, Sam sẵn sàng chưa Sam? Ready. Ready đúng không? Rồi bây giờ chúng ta đếm 3 2 1 tắt mic để solo nào, mạnh ai người nấy đi nào. Ok, chuẩn bị nha. 3 2 1 bắt đầu. Rồi ok anh em, bây giờ thì tôi đã tắt mic của Sammy rồi, anh em có thể thấy là không nghe được giọng của Sammy nữa. Đấy, để coi trong vòng 30 phút tôi với Sammy âm thầm chơi game một mình để coi tôi với Sam ai sẽ vượt qua thắng được trước nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ solo để xem coi mình không cần ai bro VIP hơn nha, nhưng mà tất nhiên rồi đó, tôi là bro VIP rồi. Bây giờ tôi sẽ đi nha, như một bước chân là bắt đầu tính giờ đúng không? Ôi ôi chưa kịp bước chân luôn á. Rồi đầu tiên á thì như lần trước thôi, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục điều khiển cái con nhân vật này. Trời ơi là trời. Đây, đầu tiên là tôi co cái chân nó xuống nè, cho nó nằm xuống nè. Đấy. Wow, 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 wow. Bạn thấy không? Bạn thấy không? Bạn tôi thấy trời rồi. Trời ơi. Ui. Lần trước cái tôi chơi game thì tôi cũng có rút được một chút xíu kinh nghiệm của cái tựa game này rồi các bạn ạ. Đó chính là chúng ta phải điều khiển nó, đừng có như người bình thường, mình cứ điều khiển tào lao đi, trước sau gì cũng qua được, các bạn hiểu không? Đó, đó, bây giờ là tôi sẽ dãy cánh nè, bạn thấy không? Tôi dãy cái tay của tôi vậy nè. Từ từ rồi, tí nữa tôi cũng sẽ vượt qua được cái thùng kia thôi. Ủa sao mà khó quá ta? Tự nhiên tôi nói vậy thôi chứ thực ra là để thực hành cũng khó nha. Đó đó đúng rồi, di chuyển lên phía trước được xíu rồi đó. Đó, từ 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 anh em đợi tôi xíu. Yes. Loco. Wow 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 wow. Wow. Ủa sao dễ vậy ta? Đấy, ok, cái này lật là lật về sau rồi. No, phải lật về trước mới đúng Phong ơi. Này từ từ để tôi xoay cái tay của tôi nha anh em. Khó thế, nó không di chuyển ta. Ai à, càng lúc tôi càng đi sâu hơn rồi, tôi không có tới được cái chỗ của cái thùng luôn á anh em. Trời là trời. Giờ sao đây? Tôi không tới được chỗ của cái thùng luôn á. Khó thật sự. Trời là trời. Ủa sao dễ vậy? À đây, được 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 được. Tôi nghĩ là tôi lết được. Tôi sẽ lết từ từ thôi anh em ơi. Chậm mà chắc nha anh em. Đó. Đó, lết từ từ thôi, chậm mà chắc nha. Chắc là do mình bro thật á mấy bạn. Mình nghĩ do mình bro quá. Đó, đúng rồi, xích được tới cái thùng rồi nè. Đấy, chậm mà chắc. Đó, đó đó. Đó, ok. Cái chân này không có xoay được ha, chỉ có tay xoay được thôi. Không biết là bà Sammy đi đến đâu rồi nha, chứ tôi là tôi đi đến được chỗ cái thùng luôn rồi nha. Sợi giờ này chắc Sammy chắc chưa đến được cái thùng đâu. Oh my god, sắp lên được trên này rồi. Ok, rồi, bây giờ là tôi sẽ cong cái người lên để tôi đi qua cái thùng xốp này. Khó quá ta. Ây da. Ủa, sao tôi thấy nó dễ vậy ta? Lên tới nơi nè. Cái vấn đề ở trong cái tựa game này anh em là làm sao để cho con nhân vật này có thể đứng lên được nè. Cái con này là không bao giờ đứng được luôn. Nó sống nó cứ cúi đầu như thế này nè anh em. Tư thế này là tư thế đi chùa online. Bên này. Mình đang làm cái dáng gì ta? À da, bây giờ làm sao để leo được cái thùng xốp đây ta? Bây giờ là tôi nghĩ là chúng ta cứ co cái chân của chúng ta lại đi. Đó, đúng rồi. Chân này co thẳng lên nè, chân này phải co thẳng lên nè. Đó. Tiến lên phía trước xíu, tiến lên phía trước xíu. Đấy, ok ok, bây giờ là lết cái tay qua cái thùng luôn. Đó, qua được rồi anh em. Qua được cái thùng luôn rồi nè. Nâng cái chân lên, bị dướng cái chân. Mình bị dướng cái chân anh em ạ. À, ok, xong. Đến màn laser rồi. Không biết là bà Sammy đi đến đâu rồi ha anh em ha. Chứ tôi đi đến màn laser rồi đó. Trời ơi, được đây rồi mà không biết lên làm sao này bây giờ. Hy vọng là trong vòng 30 phút tôi có thể đi xa hơn được Sam. Ok ok. Ui ui ui, đừng chạm vào laser, đừng chạm vào laser. Ui trời. Cái đầu của tôi nó cách cái laser có chút xíu rồi nè mấy ông.
Rồi là trời, bây giờ là làm sao để qua được cái laser này ta? Lần trước là để tôi nhớ coi, Sammy để qua được cái laser này là Sammy xoây cái tay liên tục là có thể qua được. Ok, bây giờ tôi sẽ bắt trước Sam nha anh em, chứ đoạn này không có cách nào qua đâu. Cứ xoay cái tay liên tục thôi. Tôi sẽ co cái tay này lại nè, để lên trên nè, đó cho nó đỡ vướng víu. Cái chân này cũng co lên trên luôn cho đỡ vướng víu nè. Rồi, bây giờ cái tay này sẽ là cái tay xoay nha anh em. Tôi sẽ xoay cái tay này, xoay, 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 xoay đi, xoay. Ok, cái tay nó co lại rồi. No! Đừng giật điện nữa. Trời ơi, tôi bị giật điện từ nãy đến giờ rồi. Lại lại lại, không sao cả. Chiến thuật này sai, chúng ta làm lại. Mình nghĩ chỉ cần là cái trick nó đơn giản, cần xoay chuột thôi là được à. Lết nè, cố lên, cố lên. Ok, không được anh em ơi. Cái con này của tôi nó cứ bị cái gì, nó không xoay được. Trời, nó càng lúc nó càng lăn lại gần cái thùng hơn rồi kìa. Sao càng lúc nó càng lăn lại gần cái thùng hơn người ta. Tí nữa khi nào quay trở lại vạch xuất phát luôn không vậy? Ui 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 ui. Động tác đẳng cấp, động tác đẳng cấp. Qua được, qua được, qua được. Ui trời ơi, một chút xíu thôi tôi qua được rồi đó. Chỉ một chút xíu thôi tôi qua được rồi anh em ơi. Vậy mà. Ui, được 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 được. Ui ui. Cái gì đây? Cái tia laser nó chiếu qua cái chỗ nào nhìn hơi nhạy cảm nhỉ? Trời ơi, cái laser bây giờ mà nó chỉ cần chạm xuống xíu thôi là tôi biến thành thái giám luôn á anh em. Trời ơi là trời, khỏi đi toilet luôn, quăng luôn á. Ôi, qua được rồi. Yes, yes it, qua được, qua được, qua được. May quá anh em ơi, qua được rồi. Cái này mình phải dùng trí não, trí não, trí não. Yes it, qua được trong vòng 10 phút, từ nãy giờ là 10 phút trôi qua đó. Ơ, đi được nè anh em. Đi được, động tác này đi được. Động tác này đi được. Dễ vậy. Tại sao nó lại dễ như vậy anh em ơi? Tại sao nó lại dễ như vậy? Ủa sao lần trước tôi chơi game khó lắm mà ta sân lần này nó dễ quá ta. Tôi lên được tới tận đây luôn rồi nè. Wow. Ủa cái động tác này là cái động tác lết lết siêu dễ luôn nè anh em. Trời. Thắng rồi anh em ơi, thắng rồi anh em ơi. Vừa mới 10 phút mà chắc là Phong Cận cũng chưa tới đâu các bạn, đừng lo. Ông chắc là đang cái màn gọi là không biết là màn gỗ hay là màn giật điện đây. Nhưng mà tôi nghĩ là ông không tính nội mà cao chạy xa bay gì đâu. Đập được cái kính, lấy được viên kim cương rồi. Tôi lấy được. Ủa, ủa khoan, lấy được viên kim cương rồi sao? Là bây giờ mình phải quay lại chỗ kia nữa hả? Ủa, tôi tưởng là lấy viên kim cương xong rồi thắng rồi chứ. Ai về lấy viên kim cương xong rồi phải cầm viên kim cương đi qua bên kia nữa hả? Không sao cả, dù gì thì tôi cũng lấy được viên kim cương rồi. Có nghĩa là tôi có thể tôi đã hơn Sam rồi. Tôi không biết là Sammy đi đến đâu rồi, nhưng mà tôi đã lấy được viên kim cương rồi đây anh em ơi. Yeah, bây giờ tôi sẽ cầm viên kim cương tôi đem về nhà. Ok. Rồi, mình hiểu rồi. Phải có logic ở đây. No, hết logic rồi. Để đập xuống đất test thử coi kim cương thật không. Đó, kim cương này mà kim cương giả là xong luôn á. Đó, đập để đập xuống đất thử nè. Đó, à, kim cương cứng nha, kim cương cứng nha, kim cương thật nha. Rồi, bây giờ lết về nhà ơi. Lết về nhà. Có kim cương rồi. Quá sướng rồi. Lết về nhà. Lết về nhà. Ui, hay quá, lết qua luôn. Lết qua luôn. Quá luôn. Lết qua luôn. Ui, sao bị giật điện hoài vậy trời. Lết về nhà đó là win luôn Phong ơi. Ây da. Ôi trời, điện giật nhiều quá. No. Man. Cái điện giật này tôi ghét nhất luôn anh em. Tại vì nó cứ kiểu dướng dướng á, không có qua được. Khó chịu thật sự. Cố lên Phong ơi. Viên kim cương này hình như nó nặng quá anh em à. Nó cứ kéo người tôi lại, tôi không đứng lên được. Khổ thật sự. Ôi trời ơi. Rồi dùng đôi tay để lấy đôi chân. Không biết là Sammy đi đến đâu rồi ha anh em ha. Có bạn nào đang xem video với bạn ngó qua bên Sam coi Sammy đi được đến đâu rồi các bạn. Tôi là tôi. Ui, qua đến đây rồi, qua đây rồi. Đi luôn. Yes, qua được laser rồi. No. Trời ơi, qua được còn chạm vô làm gì nữa. Trời ơi, tức quá, qua được rồi còn lỡ chạm vô nữa. Sao cái chân nè. Ok. Rồi, mình nghĩ mình lên được rồi đó. Cái game này dễ chạm laser lắm mấy bạn ạ. À. Ui, qua luôn, Phong, qua luôn, lết qua luôn. Ok, yes, qua được. Cái game này hồi hộp quá 500 anh em ạ. Bây giờ tôi cá chắc là bạn nào đang xem video này á, là mấy ông nam là chắc chắn là sẽ theo phe tôi nè. Còn mấy bà nữ chắc chắn là sẽ theo phe của Sam nè. Đó, cho nên là hội anh em hãy cùng nhau comment là người ta hội anh em cố lên đó. Để chứng tỏ là hội anh em đông hơn hội chị em nha các bạn đó. Còn bạn nào là hội chị em hãy comment là hội chị em cố lên nha anh em. Lộn nha chị em à. Oh my god. Để xem coi fan tôi với fan Sam ai đông hơn nè. Rồi, tôi cầm kim cương tôi vượt qua được cái thùng rồi nha. Sao lần trước chơi cả tiếng đồng hồ chưa qua được ta. Còn lần này chơi mới có 15 phút là qua luôn rồi. Đó. Rồi, win rồi. Win rồi anh em ơi. Lết đến đây nữa thôi, lết đến cổng dây thôi tôi win luôn nè. Đấy.
Phải như vậy. Trời ơi, lấy được kim cương rồi. Phải như vậy. Trời ơi, ai bạn nào trong video trước bảo là tôi chơi game gà không bao giờ phá đảo được đâu? Bạn nào nói đâu? Xuất hiện ơi, tôi coi. Ra đây tôi coi. Trời ơi, thấy chưa, tôi thắng rồi đấy. Trời, quá đơn giản. Say. Mọi thứ không ổn lắm mấy bạn ơi, mình rất mệt với cái con người này, không phải ăn cho no rồi cuối cùng cũng đi không bình thường như con người vậy là sao? Không biết là Sammy chến đâu rồi mấy bạn nha. Bây giờ tôi sẽ ngồi chờ khi nào Sammy bật mic lên tôi nói chuyện với Sam. Chứ tôi xong rồi. Hiện tại giờ tôi tính theo thời gian của tôi là hiện tại tôi đang là 15 phút, ok. 15 phút thôi là tôi xong rồi. Một nửa thời gian thôi. Cái laser bây giờ mà nó chỉ cần chạm xuống xíu thôi là tôi biến thành thái giám luôn anh em. Trời là trời, khỏi đi toilet luôn. Sao mà lâu quá vậy ta? Để Sammy hoài mà sao chưa thấy Sammy bật mic lên nữa? Chẳng lẽ Sammy vẫn chưa hoàn thành game nữa ta? Thôi chắc tôi đi ngủ xíu nha anh em. Sammy à, không biết Sammy chơi từ nãy giờ đến đâu rồi nha. Tôi à, tôi đến đoàn viên kim cương nè. Đến đoàn viên kim cương hả? À? Ui ghê ta, chuẩn bị lấy được viên kim cương luôn hả ta? Đâu đâu, livestream lên cho xem với coi. Ừ, bây giờ tôi sẽ ngồi xem Sam chơi nè. Ồ, Sammy à, đi đến chỗ viên kim cương luôn hả ta? Chà, lên lấy đi. Cái đó cứ tụt tụt, con này khó chịu quá, tôi không biết làm sao. Đoàn này chưa lên được hả? Khó lắm, khó lắm. Thôi, tôi sẽ thông báo cho Sam một cái tin này để cho Sammy hết hy vọng luôn nè. Đó chính là gì? Tôi đã có thể lấy được viên kim cương và thoát khỏi đó thành công rồi. Trời cái gì? Hôm nay được viên kim cương chỉ trong vòng 15 phút thôi. Từ nãy tôi nằm tôi ngủ tôi đợi Sam. Ủa gì kỳ vậy? Tự tôi phải nhanh lắm chứ, hóa ra ông nhanh hơn tôi luôn hả? Chỉ trong vòng 15 phút là tôi đã lấy được rồi. Tôi đã nằm tôi ngủ tôi đợi Sam đó Sam ạ. Có Sam, thôi không sao ạ, không sao ạ. Giờ thắng thua không quan trọng nữa. Quan trọng là bản thân chúng ta phải vượt qua chính mình, Sam hiểu không? Sao phải lấy được viên kim cương đó, Sam hiểu không? Lần trước là Phong với Sam không lấy được rồi. Tôi chịu rồi ông ơi, tôi chịu rồi. Tôi cố xíu. Trời ơi. Tôi chịu rồi. Tôi là bây giờ tôi nghĩ là bây giờ ông làm tôi mất hy vọng mà tôi không muốn lên luôn hiểu không? Bây giờ tôi chịu rồi. Ủa cái gì kỳ vậy? Phong nói như vậy để cho Sam có thêm động lực, Sam phải chiến thắng chứ, sao Sam lại chơi kỳ vậy? Sam biết không? Tôi là tôi cực kỳ dễ thắng được luôn mà biết sao không? Tôi xoay cái tay tôi chỉ cần xoay một vòng rồi nó lên tới tận nơi nó thắng luôn. Tôi cũng qua đến nơi, tôi cũng xoay tay mà, tôi xoay tay. Ông biết qua được cái laser này là tôi bốn phút rồi đó, 4 phút là qua nơi. Lên đây. Ủa anh Sam ơi, cố lên, Sam phải thắng chứ. Trời ơi, Phong đã lấy được kim cương rồi, Sam phải lấy được luôn chứ. Trời ơi. Tự nhiên Sam nghe xong cái Sam tiện Sam phá game luôn bạn, Sam hết hy vọng rồi Sam phá game tôi luôn. Tôi tưởng không cần nữa nên thôi tôi phá game. Ở đâu nhưng mà không cần phải thắng chứ sao lại không cần. Sam này tại sao có thể chấp nhận thất bại gì được hết Sam? Của anh. Thôi tôi thấy còn có 1 phút nữa là 29 phút luôn rồi, còn 1 phút cuối cùng mà. Cố lên, thôi Sam cứ xoay cái tay liên tục rồi biết đâu thắng sao. Helicopter. Biết đâu thắng sao Sam, cứ cố rồi. Ít ra cũng phải chạm được viên kim cương chứ, ít ra cũng phải chạm được viên kim cương chứ Sam. Cố lên Sam. Mạnh lên, đúng rồi, mạnh lên, hay quá. Đúng rồi, từ từ. Nghiêng người về phía trước, nghiêng người phía trước, cái chân. Cái chân sao? Đúng rồi. Rồi. Giờ sao nữa? Liên từ từ chậm thôi. Sam chậm thôi, Sam đừng có gấp, chậm thôi. Rồi giờ đứng đúng nghĩa luôn à, thấy chưa? Giờ là đứng đúng nghĩa. Giờ là đứng không ten trộm rồi. Cố lên một chút thôi Sammy, chỉ một chút thôi mà. Tôi sẽ cố. Wow! Ui ghê. Rồi, giật điện rồi. Giật điện mất tiêu rồi. Xoay gió. Chống che nè Nobita, xoay đi. Xoay nè Nobita. Chống che nè Nobita. Ủa sao con nhân vật của Sam nó đứng được luôn hay vậy? Giờ làm con người luôn kìa. Giờ nó chịu làm con người hả? Nó hết làm SCP vậy? Chống che. Trời ơi, tôi chịu thua.
che được nữa. Trời ơi, tại sao vậy hả Sam? Phong đã chiến thắng được rồi thì sao Sam phải chiến thắng để trả thù cho video trước chứ? Thôi không sao cả. Nói chung thì dù gì thì tôi cũng thắng rồi các bạn ạ. Không sao ạ. Ôi anh em ơi, vậy là coi như trong ngày hôm nay thì tôi với Sammy đã solo cái game này. Thì một người qua quá dễ dàng, còn một người qua quá khó khăn các bạn ạ. Thiệt đúng không? Khó đằng cuối thôi, đằng đầu nhanh lắm, đằng đầu nhanh đằng cuối khó thôi. Đằng đầu nhanh lắm mà. Ôi thôi không sao. Nói chung là Sammy không cần thắng đâu Sam ạ. Sammy chỉ cần chiến thắng trong lòng của người hâm mộ là được rồi. Đúng không Sam? Ủa là sao nữa? Chiến thắng trong lòng người hâm mộ được coi. Mình đâu cần thắng game đâu đúng không? Đúng không? Tôi không biết. Ôi anh em ơi, vậy coi như là video hôm nay cũng đã rất là dài rồi. Cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và hy vọng rằng là anh em sẽ thấy thích video này nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Thấy bà Sam bà lật lì lật lội, tôi thấy tội quá. Thôi kết thúc video tại đây đi, chứ tội nghiệp Sam quá bạn ơi. Bà bỏ ăn bỏ ngủ bà chơi game này mãi bà chưa thắng được nữa. Vậy nha bạn nha, bye bye bạn nha. Ok bye bye, see you again. Hello team, hello team.